Đại Nướng ở số 024 lô F, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Này bố không. Các món nước ở đây nhìn rất là đặc biệt nha các bạn, rất là ngon đó. Hàng công ty ra. Cái này là mình lấy hàng công ty, mình mua về nhà xong mình tự ướp và ăn. Ướp thì nó thơm. Cho nó như vậy nó thấm một phần thôi, bắt đầu mình nướng. Nướng xong đúng không? Nướng xong rồi nhúng mắm nữa. Dạ. Còn nướng tiếp. Còn không nhúng mắm nữa. Có tiếng mà em bán này có tiếng đó chứ. Rồi quận, mình bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông. Đâu là cái chỗ cũ em là bến xe miền Đông. Gà nướng Ung Văn Khiêm. Hỏi gà nướng Ung Văn Khiêm của anh hai là cũng biết. Quán em trên đó đó. Cái này làm một cái bàn rồi cho nó hoành tráng anh. Ừ? Đây làm một cái bàn người ta biết. Có chứ, nhưng mà hỏi quá nên giờ dẹp. Nhưng mà vẫn còn bán mấy gì ở trên đó. Em bán đây từ 4 giờ cho đến 2 giờ, 1 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi. Tức là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều. Đến 12 giờ đêm. Nói chung là đủ, cũng bán giờ nào bán. 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm nha các bạn. Châu phải vậy. Nó nhậu quán ăn cũng có. Thường thường sinh viên vô 1.000 cái. Một cái là 16 ngàn một cái. Chân thì 12.000 cặp. 112 ngàn một cặp. Cô câu thì 10.000 xiên. Mời 10.000 xiên. Ủa tí là em mà mua anh có giảm giá cái này không? Cái này là xiên vô câu phải không anh? Đó là xiên vô câu á. Đây một một xiên vô câu này là 12.000. Này lúc 10.000 hả? Này mới nhìn em tưởng là cái gì đó, cái cục bơ xiên thịt nướng đúng không? Đúng rồi, em tưởng xiên nướng. Anh là xiên phao câu nhá. Ui anh ơi, bán cho em một xiên đi. Ui em xiên phao câu hả? Các bạn ơi, ở đây còn có một món rất là đặc biệt nữa, đó là xiên phao câu. Một xiên phao câu thì có 12.000 thôi nhé, gồm có 5 cái phao câu. Phao câu gà đúng không anh? Phao câu gà 10.000. Đúng rồi, những người đặc biệt thích ăn phao câu thì sẽ rất là ghiền. Một cánh như thế này là 16.000 nha các bạn. Một cặp 10.000. Một cặp cánh là 16 hay là một cái là 16? Một cái 16.000. Một cái là 16.000. Chân thì 12.000 cặp. Chân thì 12.000 một cặp. Cái này là mình ăn kèm cái gì anh nhỉ? Có gỏi chua với dâu dăm. Chấm thì chấm muối xanh. Đó, mình nướng xong rồi bắt đầu nướng vô nước mắm này nè. Xong hả?
Facebook rồi. Dạ không. Quay đường Facebook nha. Nghe Đại. Dạ. Quay đường Facebook nè. Là nổi tiếng nha. Em ăn thử anh review. Đủ. Cái và 40 một cái tùy từng loại.